Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe lưng trần vai gầy trong các mẫu váy hợp trend. Mai Phương Thúy cập nhật mốt váy được ưa chuộng ở mùa hè để tôn ưu điểm hình thể. Trải qua nhiều mùa mốt, váy xếp ly may theo dáng cổ yếm vẫn được Mai Phương Thúy và nhiều người đẹp Việt ưa chuộng. Váy cánh bướm không kén dáng được Mai Phương Thúy phối đồng điệu cùng sandal quay mảnh, túi mini ánh bạc. Ngoài đầm khoe trọn lưng trần, Mai Phương Thúy nhiệt tình lăn xê các trang phục đơn sắc trong bộ ảnh mới. Váy dệt kim tông nút kín như bưng vẫn giúp cho Mai Phương Thúy khoe vẻ sexy nhờ chất liệu mỏng dính và form ôm sát body. Áo blazer vai thô, chân váy xếp ly mang đến phong cách vừa hiện đại vừa gợi cảm chân mực cho Mai Phương Thúy.